Hiện tại thì Roblox vừa cập nhật Zone Group, các bạn phải chờ 15 ngày hoặc có thể là hơn để mà có thể mua Robux ấy. Thì rất tiếc vì sự bất tiện này trên web shop robuxviet.com. Và nếu mà các bạn muốn mua Robux nhanh chóng thì các bạn có thể đến với việc mua Robux chính hãng nha. Và khi mà các bạn mua Robux chính hãng thì hãy lưu ý tắt hai bước xác minh để nhân viên họ có thể vào và thanh toán một cách thuận lợi ở cái app của các bạn nhé. Cảm ơn mọi người. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây và mình đã trở lại với việc nhập code. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái code mới nhé. Thì đó chính là một cái đầu mèo như là ninja vậy đó. Thì trước tiên thì các bạn sẽ vào cái trang web nhập code cho mình, xong sau đó thì các bạn sẽ nhập code này cho mình nha. Ok, Rehappy Cat 2021. Và việc mà mình biết được cái code này là có một bạn comment trên Facebook ấy, 17 phút trước thôi, cái thời điểm mà mình nhận được cái thông báo đó là 17 phút trước. Mình không biết sao là bạn ấy có thể biết nhanh như thế nữa. Ok, bây giờ mình sẽ nhấn redeem nha. Thành công rồi mọi người ơi. Ok, và mình sẽ vào phần avatar review cho các bạn xem vật phẩm đó khi mà đổi vào nó sẽ như nào. Vâng, và mình đã vào phần avatar rồi nè mọi người. Và để được hưởng được cái đầu mèo ninja đó thì mình phải gỡ cái phần nón dino và cái tay ếch ra. Và bây giờ mình phải gỡ cái mặt nạ này ra luôn. Và sau đó di chuyển tới cái phần nón. Và đây, ta-da, chúng ta đã có một cái đầu mèo ninja cực kỳ cute for my wear luôn mọi người ơi. Các bạn thấy sao? Ok, và mình chúc các bạn nhập code thành công nha. Và khi mà kết thúc cái đoạn này xong ấy thì ở phần cuối mình sẽ chèn hai cái fan art mà hai bạn đã gửi cho mình bên Discord năm chạy gà mà may nha. Cảm ơn các bạn đã vẽ fan art tặng mình và tặng có cái nét vẽ của cả anh gà nữa. Anh Minh Mama rồi Robao và TJ gì nữa. Rồi cảm ơn mọi người. Chúc mọi người nhập code thành công. Và code này sẽ có thời hạn hay gì á, cho nên là khi mọi người phát hiện được cái video này ấy thì hãy nhập code thành công nha, nhanh nha, kẻo hết hạn đấy. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nha.